chào các bạn nha. Bữa nay mình làm món là chân gà mà sốt là tỏi ớt các bạn. Cái đây là cái dĩa chân gà mình đã rút xương xong rồi nè các bạn. Bây giờ là mình tiến hành là mình đem lên chảo là mình sốt mà tỏi ớt nha các bạn. Nguyên liệu gồm có các bạn, đây là tương ớt, tỏi. Bữa nay mình không có mua được ớt đỏ các bạn, còn sống xanh xanh không nên mình xài tương ớt các bạn, tỏi và nước mắm, đường, bột ngọt với mình thêm mấy cái cộng hành lên đó các bạn cho nó có màu mè chút xíu. Bây giờ mình bắt đầu là mình xào nha các bạn. Mình bỏ vô một miếng dầu đều các bạn, hạt đều mình thắng ra cho nó có màu vàng các bạn. Rồi bắt đầu mình đợi cho cái nước dầu đều này nó sôi lên rồi mình đổ tỏi vô nha các bạn. Bây giờ nó đã sôi rồi mình đổ tỏi vô các bạn ơi. Mình đổ tỏi tương ớt vô luôn nha các bạn. Tương ớt thì một hồi đổ vô cũng được. Bây giờ mình đổ tỏi vô rồi mình đổ chân gà vô luôn các bạn. Cái này là mình xào trước xào sau cũng được các bạn. Hơi nhiều cái chảo mình nó hơi nhỏ rồi các bạn. Chưa có lên màu nãy màu mình đổ ba hạt đều ít quá, cái hồi mình bỏ thêm miếng màu hạt đều nữa các bạn. Rồi giờ mình đổ tương ớt vô các bạn ơi. Tương ớt vô rồi đổ nước mắm vô. Thì các bạn ăn ít ăn nhiều mình đổ nước mắm ít nước mắm nhiều các bạn. Cái xào tỏi này ớt này thì cũng giống như mình xào chua ngọt vậy các bạn. Các bạn thích ăn chua thì các bạn bỏ thêm miếng giấm vô, còn bạn ăn ngọt thì bỏ đường vô. Còn này mình xào ngọt các bạn, mình không có xào chua nên mình không có bỏ giấm vô nghe các bạn. Rồi giờ mình bỏ đường với bột ngọt vô bạn ơi. Vô phần nửa chén đường này cả khoảng 3 muỗng đường thôi các bạn. Với 1 muỗng cà phê bột ngọt nữa bạn. Trời mưa nữa các bạn ơi. Nãy giờ mưa hoài luôn. Để họ mình đổ thêm miếng dầu điều vô nữa các bạn cho nó lên màu. Cái này hơi ít dầu điều nó không có lên màu các bạn. Rồi mình xào hồi cho nó thấm gia vị này vô. Rồi bỏ hành vô vậy là xong rồi đó các bạn. Tại vì chân gà mình cũng đã làm chín sẵn rồi các bạn. Các bạn bây giờ mình đổ hành này vô cái nữa cho nó có màu mè nữa nó xong các bạn. Bây giờ mình cũng xào cũng cỡ khoảng 10 phút rồi nó cũng săn lại nè các bạn. Rồi màu mình bỏ thêm một miếng mà ba cái dầu điều vô nữa các bạn, hồi nãy nó không có lên màu, nó không có đẹp, bây giờ mình mới bỏ thêm một miếng dầu điều vô nữa, nó có xanh xanh đỏ đỏ rồi đó các bạn. Rồi, mình xào thêm 1-2 phút mới cho mấy cộng hành này nó chín cái nữa là xong nha các bạn. Đó các bạn, dĩa chân gà của mình đã xong nè các bạn. Các bạn thấy đẹp không bạn, hấp dẫn các bạn. Đó, sát luôn. Rồi giờ mình đem ra trước mình dọn ăn luôn bạn ơi. Chào bạn đến với kênh Cờ Mập TV nha. Bữa nay mình ra trước luôn bạn. Ra trước chỗ mình bán trước bánh mì nè các bạn. Bữa nay chơi ngay trước cửa nhà luôn bạn ơi. Đây các bạn. Dĩa chân gà mà xào tỏi ớt của mình các bạn. Mà có con cái có tỏi không bạn, ớt thì nó xanh không nên mình xào tỏi với tương ớt các bạn.
rồi màu đẹp bạn. Bây giờ mà các bạn cùng ăn chân gà với mình nha. Chân gà Úc Hương các bạn. Nhà hàng xóm làm gì mà ầm đùng các bạn ơi. Mình có hơi ồn mà không cảm mình nha. Không biết làm giống gì nữa. Đây các bạn. Mời các bạn chân gà các bạn. Chân gà mà rút xương các bạn. Cái lần trước thì vậy bạn hơi ổn bạn. Cái này mừng xào ngọt bạn, không có cay. Mình rút xương có cái ống quyển không mà cái móng mình không rút xương bạn. Cái móng nó còn nè. Hấp dẫn bạn, nãy mình không có làm nước chấm luôn bạn ơi, làm cái giấc này nó chiều quá bạn, 5 giờ chiều rồi nãy mưa quá trời ồn nên không có quay phim được, tới giờ mới tạnh mưa muốn tối luôn rồi, nên mình không có làm nước chấm kịp luôn bạn. Cũng không bạn. Mở bạn nha. Dạ. Nước thăm nha bạn. Giờ mới anh mình đi nước thăm này. Đá trà đá các bạn. Rồi mời các bạn uống nước chấm nha. Mình rút xương nó không có kỹ thuật, nó không có đẹp như người ta các bạn. Mời các bạn nha. Đưa ra các bạn. Cái này các bạn xào thì nó dễ, nhưng mà có một cái mình không có kỹ thuật cút xương các bạn, nên mình làm nó hơi lâu bạn, nhưng mà nó không có được đẹp. Rồi cộng thêm cái các bạn bỏ vô trong nước sôi các bạn, thêm cộng xả cho các bạn luộc tận cho nó áp mùi tanh các bạn. Nè các bạn, mình rút xương xấu quắc à, còn mấy cái móng mình rút không được nữa, mình chỉ có rút được có ấm quyển không nè các bạn, nên là nó không có đẹp hơn nha các bạn, nhưng mà xào thì ngon các bạn. Đó, rất thơm ngon luôn các bạn nữa. Tối rồi mình ăn cái này nữa, mình mời các bạn nghỉ, các bạn mình ăn cái nữa mình nghỉ. Để ăn lát mình còn ăn cơm các bạn. Mình tính quay ở phía đằng sau hè các bạn, mà phía sau hè giờ này tối quá rồi không thấy đường quay, mình ra phía đằng trước này mặt lộ các bạn, rồi nên nó hơi bị ồn, các bạn thông cảm với mình nha. Hôm đây thì quán cà phê cặp bên đó, đầu chợ các bạn, nên nó nhiều tiếng ồn lắm bạn, với mình bán bánh mì thịt ở phía đằng trước nữa này, nên nó rất là ồn. Cái này mình rút sạch luôn nè các bạn, mời các bạn nha. Giòn ngon sợ không bạn. Dạ.
bữa nay mình tính trong ngoài động mấy bạn, mình ăn cho nó mát, mà ông trời mưa một cái rồi thôi luôn, ở trong nhà luôn. Quá trời mưa luôn các bạn, nhắc sáng nắng quá trời, thấy trời nắng ngon quá, mình tính ra ruộng rồi, ai về đâu mưa quá trời mưa, nên mình đành ở nhà luôn. Để ngày mai ngày mốt thì mình dẫn mấy bạn đi ra ngoài ruộng trải nghiệm nha các bạn. Nên uống thăm bài quýt nữa, bạn nào quýt ăn quýt bạn. Mai mốt mình lên mạng các bạn, mình học cái rút chân gà này cho nó sát vô luôn mấy tấm quyển ngon bạn. Mấy cái món móng này mình rút không có được bạn, nên nó không có ngon không bạn. Đó, như cái này rớt hoài đó, nó còn sống vậy. Rất ngon bạn, xào tỏi ớt lớp này nó không gây không, nhưng mà nó cũng ngon, phải được nó kia nó cái nữa là nó cay cay, nó ngon bằng cay cay the. Dưa leo khá giòn mà. Nghĩ các bạn ơi, video của mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Các bạn xem video của mình, thấy video của mình hay thì các bạn chia sẻ giúp mình nha các bạn. Rồi chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn uống xong, các bạn nào quýt không tới giờ cháu quýt bỏ túi cho để mình dẹp à.